Đại Thệ Nguyện Phẩm thứ 6 Kinh Vô Lượng Thọ Tập 7 Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Địa điểm Tại Nhật Bản Thời gian Ngày 14 tháng 5 Năm 2015 Tại Nhật Bản Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng phẩm thứ sáu này Gồm có 10 tập sư Các vị đồng học Xin mở trang 40 Của bổn kinh Đếm ngược hàng thứ ba Xem từ chương 13 Lúc tôi thành Phật Cõi nước không có nữ nhân đây là nguyện hai mươi hai phần sau là nguyện hai mươi ba nếu có nữ nhân nào nghe danh hiệu tôi sanh lòng tính thanh tịnh phát bồ đề tâm chẳng ghét thân nữ nguyện sanh cõi tôi khi mạng chung liền hóa thành nam tử sanh về cõi tôi Đây là nguyện 23 chánh thân nữ Chuyển thân nam Phần sau vẫn còn một nguyện nữa Các loài chúng sanh Trong mười phương thế giới Sanh về cõi tôi Đều hóa sanh trong hoa sang Nơi áo thất bảo Đây là nguyện liên hoa hóa sanh Phần sau là tổng kết Nếu chẳng được vậy Không thành chánh giác nếu như không thực hiện được nguyện này Ngài sẽ không thành Phật Đức Di Đà thành Phật ở thế giới cực lạc Đến nay đã được 10 kiếp Chứng tỏ 48 nguyện của Ngài Nguyện nào cũng đều thành hiện thực cả rồi Đấy là thật Không hề giả Chúng ta xem chú giải a di đà Phật Khi còn hành Bồ-Tát Đạo Tức là lúc Ngài còn làm Bồ-Tát Vẫn chưa thành Phật Nhìn thấy Mười vương thế giới Nam nữ chúng sống tạp loạn Triền miễn không dứt Vì lẽ đó Ngài kiến tạo thế giới này Không có nữ nhân Phạm là người nữ Sanh đến Tây Phương Nhất loạt đều biến thành Thắng nam Nếu tướng mạo Có sự đẹp xấu không đồng Tức là có sự khác biệt Thế giới Tây Phương là bình đẳng Tướng mạo ở nơi đây hoàn toàn như nhau Hai cái nguyện này Cũng Rất khó được Rất khí hữu Tại sao? Thế giới cực lạc lại là đứa không có nữ nhân Vì Khi nam nữ sống chung cùng nhau Sẽ giới nảy sinh tình cảm Tình cảm là thứ nghiêm trọng nhất Trong các loài phiền não chúng sanh Vì sao ra không lỗi lục đạo luân hồi vậy Nguyên nhân chính tại chỗ này Thường thì Người tu hành Khi thật có công phu không tệ Thậm chí Coi như có định công Tu có sức định rồi Nhưng tới giờ khắc lâm chung Khi gia quyến thân thuộc Ở ngay trước mắt Họ liền sánh khởi tình chấp cũng muốn không đổi Một khi không muốn đổi Thì vẫn phải từ bỏ cái thân mạng này Cũng vẫn phải chết Chết rồi thì đi đến nơi nào vậy Là trở về lục đạo luân hồi Trong sáu điểu luân hồi Luân phiên nhau mà báo ân báo oán Đòi nợ trả nợ Cứ đời đời, đời kiếp kiếp Dễ dư không dứt Sự việc này sẽ trở thành chướng ngại nghiêm trọng Đối với những người Muốn thoát khỏi luân hồi giữa chúng ta mà nói Vậy thế Bồ Tát Pháp Tà Đã nhìn thấy rất rõ Rất tường tầm vì chuyện này Nên Ngài phát nguyện Sau khi Ngài thành Phật Nơi quốc độ của Ngài Cũng tức là đạo tràng của Ngài Nơi ấy không có nữ nhân Người nữ khi vãng sanh đến thế giới cực lạc Thể điều chuyển thành thân nam Những người này Vì sao có thể chuyển thành thân nam vậy Đó là giống nguyện lực của ác với đạo Phật Do sức mạnh của bổ nguyện của Ngài Giúp cho họ tự nhiên Sẽ biến thành người nam Tướng Bảo Nếu có sự xấu đẹp không đồng Tướng bạo đẹp đẽ Giới sanh lòng ngạo mạn Tướng Bảo xấu xí Là dễ dàng sinh tự ti mặc cảm Những thứ này đều là phiền não Dễ dàng giấy khởi lên phiền não Đây là những vấn đề xuất hiện Xét về mặt quả báo Ở mười phương thế giới Đó là nghiệp báo Cũng đành hết cách a di đà Phật phát nguyện Ngài mà thành Phật Thì những hiện tượng này thấy đều không có Thế giới Tây Phương Là thế giới bình đẳng Vẻ ngoài hoàn toàn giống nhau Giống ai vậy? Giống với a di đà Phật Tướng mạo của a di đà Phật là biến mãn nhất Một chút khiếm khiết cũng không có Ấn Độ thường bảo là 32 tướng tốt, 80 vệ đẹp Đó là do phong tục tập quán Của người Ấn Độ Là bản địa Của đất nước họ Thì ca mô đi vật Nắm đó ra đời tại Ấn Độ Đương nhiên cũng thuận theo phong tục tập quán của Ấn Độ Người Ấn Độ cho rằng 32 tướng này Là tướng hảo của một nam nhân là tướng đẹp nhất trong số tướng mạo của con người Cho nên 32 tướng tố 80 vẻ đẹp Bọn họ sẽ nói là người này là người có thân tướng đẹp đẽ ca ngợi dung mạo ấy Nên Phật liền hiện thân tướng như thế để bạn nhìn thấy Sau đó mới nói với mọi người Tướng mạo của A Di Đà Phật nên thế giới cực lạc Mới chân thật viên mãn Trong quán kinh Phật có nói Thân của a di đà Phật có Tám vạn bốn ngàn tướng Chứ không chỉ có ba mươi hai tướng Mỗi một tướng Có tám vạn bốn ngàn tùy hình hảo Mỗi một hình hảo Lại phóng ra tám vạn bốn ngàn ánh quang minh Mỗi một luồng quang Đều có thể thấy mười phương thế giới Thấy chư Phật Bồ Tát Ở nơi đó đang giáo hóa chúng sanh Vì thế Mỗi một thân Có thể thấy toàn bộ vũ trụ Trong Phật Pháp hay nói Là biến Pháp giới hư không giới Trong ấy còn có một ngàm nghĩ ẩn sâu bên trong Nếu chúng ta có thể lĩnh hội được Hạ bí gì vậy Ý muốn nói rằng Toàn vũ trụ Cùng với chính chúng ta có quan hệ là một thể, không phải một nhà mà là một thể. Đây là sự thật không giả chút nào. Nếu đã là một thể, cũng như cái thân của chúng ta, bất kỳ chỗ nào bị đau một chút, thì toàn thân đều có thể cảm nhận được, không phải chỉ riêng một bộ phận nào. Mà toàn thân Dù chỗ nào đau Chỗ nào ngứa Thì cả người đều biết hết Đây cũng là muốn nói với chúng ta Cái gọi là nhổ một sợi tóc Mà động cả thân Khởi tâm động niệm Ngôn ngữ việc làm của chúng ta Chứ Phật Bồ Tát Đều biết hết toàn bộ Tất cả người của thế giới cực lạc Cũng biết cả Đều thấy một cách rất rõ ràng Nghe rất rành rẽ chúng ta chỉ có thể giấu được kẻ phạm phú mà thôi không chế đại nổi các bậc thánh riềng ở thế giới cực lạc phật là thánh nhân bồ tát là hiền nhân thế mới biết thế gian này nghiệp báo Tu nhân cảm quả Là sự việc thế nào Nếu chúng ta có thể thể hội được Đến mức độ này Bạn liền có đủ sức để lý giải Sau đó Bạn đếm Phật Pháp Học cho thông Học cho tường tận Rõ ràng Cuối cùng Bạn đối với Tây Phương Thế Giới Cực Lạc Điện sanh cái tâm bóng mỏi về đó rất muốn vãng sanh Thật muốn đến đó vô cùng Nơi ấy mới chân thật là cực lạc Vì sao vậy? Vì lì hết thấy khổ Đắc hết thấy lạc Lì hết thấy khổ Thoát khỏi thế giới ta bà Sáu niệu lưng hồi Với mười pháp giới Phải thoát khỏi những nơi này thì mới không còn những nỗi khổ cùng tận ấy Bản sanh thế giới cực lạc Sẽ có được niềm vui bất tận Thế giới đó không có khổ Thậm chí ngay cả suy nghĩ về khổ Cũng không thể giấy khởi Không có ý niệm về khổ Đương nhiên sẽ không có các quả báo đau khổ rồi Đạo tiên Luật sư của triều đường Phật giáo Trung Quốc có 8 tông phái Giới lục là một tông phái Gọi là lục tông Sơ tổ của lục tông Chính là đạo tuyên luật sư Ở đây có viết Đạo tuyên luật sư Ngài từng nói rằng phàm là Thế giới có nữ nhân Chắc chắn có địa ngục Hay nói cách khác Thế giới không có người nữ Đồng nghĩa trong lục đạo sẽ bớt đi một nẻo Không có địa ngục Cõi nước nào mà có người nữ Nhất định có địa ngục Lời nói này mang ý nghĩa rất sâu Đức Phật trong kinh cũng nói như vậy Trước đây phụ nữ chịu nhiều khổ nạn Ở Trung Quốc và Ấn Độ đều như thế Ngày nay xã hội mở cửa Nam nữ bình đẳng Người học Phật có thành tựu Đầu tiên kể đến là chúng nữ tại gia Ở Bắc Kinh Người học Phật đều biết Có một vị lão cư sĩ Lão Bồ Tát Là lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ Đây là vị Đại Đức Tài Gia Một người tu hành vào thời đại của chúng ta Có thành tựu phi phạm Trong hàng xuất gia Cũng không tìm thấy một người như vậy Chúng tôi sau khi quen biết nhau Mỗi năm Tôi đại khái đều đến Bắc Kinh Chỉ ít cũng phải ba đến bốn lần Đến thăm lão nhân gian ngài Cái thời ấy Hoàng Dương bổn hội tập kinh vô lượng thọ ở hải ngoại thì chỉ có mình tôi trong nước thì chỉ có mình ngài không có ai khác giảng bộ này do đó khi chúng tôi gặp nhau đều hết sức quá nghĩ thật là chí đồng đạo hợp cụ niệm tổ nói với tôi nếu Một trăm năm trước Chẳng nói đâu xa Một trăm năm trước thôi Càng trở về trước Thì môi trường càng tốt Ở Trung Quốc Người Trung Quốc còn hiểu biết đối với giáo dục Coi trọng giáo dục Trẻ nhỏ vừa chào đời liền phải chú ý dạy dỗ chúng để chúng dưỡng thành thói quen Thói quen tốt Thì cả đời chúng sẽ không bao giờ thay đổi Lỡ như dưỡng thành thói quen ác Thì kết quả cũng như vậy Bởi thế điểm này còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì Người chưa tu hành Nhiều người thành tựu Một trăm năm trước Chỉ tính người niệm Phật vãng sanh của tịnh Độ thông thì chúng nam xuất gia là nhiều nhất kế đến là chúng nữ xuất gia Chúng nam tu hành tại gia Được xếp thứ ba Xếp thứ tư là chúng nữ Cụ niệm tổ nói hiện nay Cái thời đại này thì không còn như vậy nữa Đảo lộn hết rồi Cái gì cũng bị đảo loạn ngược trở lại Hiện nay tu hành chứng quả Chẳng luận là xuất gia hay tại gia Vẫn sinh nhiều nhất là chúng nữ tại gia Tiếp theo là chúng nam tại gia Kế đến là chúng nữ xuất gia Xếp cuối cùng là chúng nam xuất gia Hãy nói cách khác Vãng sanh là chuyện chẳng hề dễ dàng nếu bạn hỏi vì sao là thế Không cần hỏi lý do Bạn cứ tỉ mỉ quan sát thì biết Thời nay cứ nhìn kết quả tu hành Của tứ chúng tại gia và xuất gia Bạn liền thấy được ngay Bởi xã hội ngày nay Là xã hội mở cửa Nam nữ bình đẳng Học Phật chân thật có thành tựu Đứng đầu là chúng nữ tại gia Thế chúng nữ tại gia có còn phải xuất gia không? Một khi xuất gia Đại khái cơ hội vãng sanh sẽ càng ngày càng ít hơn Những đạo lý này chúng ta không cần phải nói nữa Nó Ở ngay trước mắt các vị Các vị chính mắt chứng kiến Địch thân nghe được Giống nguyên nhân gì vậy? Bởi vì đạo tràng Chân thật tu hành như lý như pháp ít đi rồi Hầu như không còn nữa Cả đời tôi một cái đạo tràng cũng chưa thấy qua Chỉ thấy có Một đạo tràng thuyền tống là đạo tràng của Pháp Sư Thánh Nhất ở Hồng Kông Trước đây chính mắt tôi nhìn thấy một lần Vẫn giống y như thời trước vậy Mỗi ngày Tham thiền tỏa hương Có hơn 40 người xuất gia Là đạo tràng Nam Sau khi Thánh Nhất Pháp Sư Vãng Sanh Suy rồi Không còn người lãnh đạo xét tương đối mà nói cũng có nơi có người tu hành chân chính Nơi ấy bứa thuận gió hòa Ít tai nạn Những nơi không có người tu hành chân thật nơi ấy thảm họa rất nhiều điều này nhất định có cái lý của nó ngày nãy chúng ta muốn đổ chính mình phải đặt chuyện đổ chính mình lên hàng đầu vì sao thế mình còn không thể độ bạn làm sao đổ cho chúng sanh được muốn đổ chúng sanh trước hết phải đổi cho chính mình cái đã sự việc này hai ba năm nay tôi đều khuyên mọi người học theo hải hiền lão hòa thượng ngài tu được quá tốt mẹ của ngài cũng vậy quý vị hãy xem chiếc đi của ngài Bà Quyển Vĩnh tư tập đi Mẹ ngày 86 tuổi vãng xanh Thật đúng là nổi đi liền đi Sau khi vãng sanh Bà còn lưu lại cho chúng ta một bài tốn tố Bởi vì lúc ấy là thời kỳ cách mạng văn hóa Vô cùng khó khăn Lúc mẹ ngàn mất Ngay cả một cổ quan tài cũng không có Ngài tìm được một tấm ván rất mỏng Rồi dùng đến đóng thành một cái quan tài an tán cho mẫu thân Hải Hiền Lão Hòa Thượng vì chuyện này Thường hay cảm thấy bất an trong lòng Tám năm sau khi hoàn cảnh trở nên khá hơn Ngài nghĩ đến chuyện Muốn cải tán lại cho mẹ Ngài Dựng bia để kiến niệm đến khai quật phần mộ bà ra nhưng khi mở quan tài thì chẳng thấy người đâu bà đã biến đau mất rồi mãi đến nay cũng không ai biết trong quan tài trống rỗng hoàn toàn chỉ còn mấy cái đinh dùng để đóng quan tài mà thôi người thì chẳng thấy đâu chuyện giống như vậy Trước đây cũng có một trường hợp Là Tổ sư Đạt Ma Đạt Ma Tổ sư vẫn sanh ở Trung Quốc Một số chúng đệ tử an tán cho Ngài Cũng chỉ trong vòng Có vài ngày Có Một số người Từ Tấn Cương trở về Họ cùng lúc ấy Ở Tân Cương Nhìn thấy Đạt Má Tổ Sư Nhìn thấy Còn cảm thấy rất kỳ lạ Ngài mắng dày Nhưng chỉ có một chân mang giày Còn chân kia lại chẳng mang Họ nói chiếc giày còn lại Được mắc trên chiếc gậy của Ngài Bọn họ còn đến đánh lễ tín giáo với Ngài nữa Sau khi trở về Muốn về nhà đại khái phải mất khoảng 3-4 tháng mới về đến nhà lúc đó không có phương tiện giao thông toàn là đi bộ từ Tân Cương đến Nghi Dương mất còn hai tháng kể với mọi người sự việc của tổ sư Đạt Ma người khác nghe rồi thấy rất kỳ lạ ngày đã qua đời rồi mấy người làm sao mà gặp được chứ tính toán lại lúc nhìn thấy ngài cũng chính là lúc ngài mất chứ được mấy ngày đã an táng rồi nên lại cho mở quan tài ngày ra xem lần nữa Mở ra xem thử xem Thật sự bên trong không có người Chỉ có một chiếc giày Chứng tỏ Những gì người này nói không hề sai Còn một chiếc giày trong quan tài Còn chiếc giày kia ngày mắng đi rồi Đây là Bồ Tát Khóa thân thị hiện Nên người ta liền nghĩ Mẫu thân của Lão Hòa Thượng Hải Hiền Phải chăng cũng là Bồ Tát quá thân Vì sao Bạn thấy đó Án tán được 8 năm rồi Nhưng mở quan tài ra Là chẳng có người Trong quan tài sạch sẽ trống không Rẫn không Không có lấy một vật Những điều này đều xác thực Đó là Phật Bồ Tát thì hiện cho chúng ta xem Nói với chúng ta Sự việc này là thật Không hề giả Chứng kiến Mẹ Ngài Hải Hiền 86 tuổi vãng sanh Ra đi hết sức tự tại Nói đi liền đi Biểu diễn cái chiếu sau cùng này Độ được cho con gái của bà con gái bà đích thân nhìn thấy sự việc như vậy mẹ mình ra đi tự tại đến thế biết rằng tu hành thật sự mang lại lợi ích nên cô mang theo con trai của cô lên núi đồng bách xuất gia rồi một người thành tựu cả nhà thành tựu Do đó ngày nay cái xã hội này Chúng nữ tại gia Tu hành được xếp ở hàng đầu Họ vẫn sáng là nhiều nhất Thứ hai là Chúng nam tại gia Thứ ba là Chúng nữ xuất gia Sau cùng là đến chúng nam xuất gia Cụ hoàng niệm tổ đã nói với tôi như thế đây không phải nói đùa Mà là sự thật Bản thân chúng ta Phải rất bình tĩnh Người dân thật tu hành Cần phải có xác định Phải nghi ngẫm nhiều Xem vấn đề nằm ở đâu Hiện đây muốn tu hành Thì không có đạo tràng để tu Bạn tu được tốt Người khác chẳng những không tán thắng bạn Mà còn đổ kỳ bạn Muốn đuổi bạn đi nữa Vì thế người tập tu Không có nơi dung thân Đây là hoàn cảnh hiện tại của chúng tôi Không phải như thuở trước Hồi trước người dân tộc tu hành Người khác đều tôn trọng bạn Họ tự nhiên sẽ chăm sóc cho bạn Hiện nay thì không còn như vậy nữa Vì lẽ đó Thế xuất thế pháp Một người muốn thành tựu Tất nhiên bản thân mình Cần phải có chí hướng Phải có quyết tâm Phải có sức định Không sợ khó không sợ khổ Thật có thể chịu đựng được sự dày vò Bằng bị khổ, bằng bị nạn Sẽ có Phật Bồ Tát Chăm lo cho bạn Dẫu là tại gia Cái người xuất gia đều với nhau đời này của chúng tôi đã trải qua những chuyện như thế nếu những nghị lực không mạnh mẽ hơn một nửa sẽ ra sao điều hoàn tục cả rất nhiều người xuất gia điều hoàn tục nhất là người thật tu những người không thật tu thấy bạn chịu tu họ sẽ rất khó chịu Nhất định phải tìm cách đuổi bạn đi Bạn mà giống với họ Tự nhiên vui vẻ hòa đồng Tụ lại cùng nhau Cùng một bè Thì tướng lai chết đi rồi Cùng nhau tính sổ luôn một thể Đến chỗ của Diêm Vương mà tính sổ Thế thì rất phiền phức Cho nên Có một số đồng học Xuất gia Muốn học kinh giáo Tôi bạn khuyên họ xuất gia sẽ rất khó đi. Con đường học kính giáo muốn học thì thế nào ở nhà học học cho giỏi rồi mới xuất gia. Vậy thì người ta mới không làm khó nổi bạn. Tuy không làm chứng ngại được bạn, nhưng không có chuyện họ sẽ khoan nghĩ với bạn. Dù sao cũng không thể hòa đồng cùng bạn. Cuộc đời tôi đã trải nghiệm chuyện này Tôi thật vú Trụ tại một chỗ Cả đời cũng không rời khỏi Giống như người xưa vậy Ở suốt trên núi Mười mấy năm không hạ sơn Đạo nghiệp sẽ thành Thường ra bên ngoài Tâm liền loạn mất Tán loạn cả lên rất khó được định Không có định Đồng nghĩa không có trí huệ Do đó sẽ rất khó Chỉ có điều tôi không có được điều kiện đó Cũng may Tôi gặp được một vị cư sĩ tại gia Hàng ánh cư sĩ Người đại liên bà là tính chúng của tôi lúc tôi giảng kinh ngày nào bà cũng đến nghe vì sao thì trở nên rất thân với tôi khi tôi gặp khó khăn không có nơi ở trong tự viện lại không chào đón tôi muốn tôi phải ra đi do nguyên nhân gì do tính chúng cung kính tôi nhiều hơn cung kính họ một chút cung dường tôi cũng nhiều hơn họ một chút nên ngày tháng liền chẳng dễ qua rồi ở được vài tháng họ liền ép tôi đặt ra một số điều kiện vì lúc đó tôi học chính giáo đã được mười mấy năm học được mười mấy năm rồi Họ hạn định tôi trong vòng 3 tháng Phải dạy cho họ biết hết tất cả Tôi cũng thật sự dạy cho họ Nhưng họ có thể học nổi không Đương nhiên học không nổi rồi Như thế đồng nghĩa bức tôi phải ra đi Tôi biết điều đó Vì thế sau đó Hai vợ chồng Hàng quán trưởng đến thương lượng với tôi bảo tôi đến nhà của bà có được không tôi đến nhà bà xem thử nhà bà có một cái lầu nhỏ hai vợ chồng ở lầu dưới lầu trên thì để không nên muốn tôi đến đó ở tôi liền đưa hai vợ chồng đến đặt chúng gặp lão sứ lý trung quy vẫn cho lão sứ lý quyết định Thầy nói với tôi được Người xuất gia ở nhà của cư sĩ Tài Gia Đã ở hết bao lâu? 17 năm 17 năm sau Chúng tôi mới có một cái đạo tràng nhỏ Chính là khoa tạng đồ thứ quán Nên tôi bàn chuyển đến ở đồ thứ quán Nơi ấy cũng hoàn toàn là gió thính chúng Mọi người vắt tắm cùng nhau Mua một cái vật đường Lúc đó chưa lớn như hiện nay Đại khái chỉ lớn bằng một nửa bây giờ thôi Chỉ bằng một nửa Các đồng tú cũ Đều có người đã từng đến qua Chắc vẫn còn nhớ sự việc ấy Bởi thế hết sức gian nan Không phải tôi muốn đi Tôi là bị ép Đến không còn cách nào khác Lưu lạc Khắp nơi Hết mấy chục năm Mỗi khi đến một nơi nào đó Đều muốn định lại Không muốn đi nữa Nhưng vẫn luôn có những lý do Bức tôi không đi không được Vì vậy Những khó khăn ấy Tôi rất thấu hiểu Hiểu rõ rồi Nên đặc biệt trân trọng phải hết sức trân trọng nhân duyên Phải khi mưa Phải tôn trọng người khác Chúng ta xem tiếp câu tiếp theo Cõi nước của chư Phật ở Mì Phương Cũng tức là cõi Phật là đạo tràng của chư Phật Bị Phương Chúng sanh Đều không lì bốn loại Thai, đoạn, thấp hóa Thai sanh Là như tình cảm giữa cha mẹ, anh em, vợ chồng Mối quan hệ này tự như một sợi dây liên kết Kết lại rất chặt Rất khó cắt đứt Thông thường Nguyên nhân chủ yếu Khiến chúng sanh tu hành Nhưng ra không đổi sáo niễu luân hồi Là do tình chấp quá nặng Tình chấp càng sâu Càng khó thành tựu Tây phương liên qua hóa sanh Không được có những kiểu ràng buộc này Cái nguyện liên hoa hóa sanh này Đều là do An Di Đà Phật Nhìn được từ những chỗ này mà có Liên qua hóa sanh Không có cha mẹ Bạn liền không có các kiểu quá nghệ Những cha mẹ, anh em, vợ chồng Những thứ này đều không có ở thế giới cực lạc Hoàn toàn không có những chứng ngại này Nguyện tiếp theo Chương vị bố Lúc tôi thành Phật Mười phương chúng sanh Nghe danh hiệu tôi Chỉ tâm tinh ưa Lễ bái quý mạng Dùng tâm thanh tịnh tu Bồ Tát hạnh Chữ thiên người đời Ai chẳng cung kính Đây là nguyện 25 Nguyện trời người ở kính được trời người lợi kính Nếu nghe tên tôi Sau khi mạng chúng Sinh vào nhà tôn quý Các căn chẳng khuyết Đây là nguyện 26 Nguyện nghe danh được phước Phía sau Vẫn còn một nguyện nữa Thường tu thù thắng phạm hạnh Nguyện này chỉ có một câu Là nguyện tu thủ thắng hạnh trong chương này có ba nguyện là dành cho những người niệm phật tu học tịnh độ dành cho những người không muốn bỏ được phước báo nhân thiên rất mong mỏi có được lòng tôn kính của chư thiên và mọi người Chúng ta nghe được Phật hiệu Thường hay niệm Phật Những ý niệm vãng sanh không kiên định Không vững chắc Thì đợi sao Ở cõi người Hoặc cõi trời hướng phước Được phước báo Được phước báo rồi Khó khăn nhất Chính là Vẫn chịu tiếp tục tu hành Đời sau Vẫn có thể học Phật Có thể Gặp được tịnh độ Tiếp tục tu ý như cũ Điều đó chứng tỏ Tuy không được bản sanh Cũng được rất nhiều lợi ích Chúng ta xem trong chú giải có nói Phật thuyết hết thảy pháp Đều là do ứng cơ mà thuyết Bộ kính này là thuyết cho người căn tánh thành thục. Thế nào gọi là thành thục? Nghĩa là trong đời này hết lòng, hết dạ mong muốn vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi đến Tây Phương Thế Giới tăng cận A-di-đà Phật đến bên đó chứng quả thành Phật. Người có cái quyết tâm như vậy Phật sẽ thuyết bộ kính này Á Di đập Phật giúp chúng ta Thỏa nguyện cho chúng ta Đây gọi là thành thục Còn căn tánh chứa chính bùi thì sao Chứa chính bùi cũng được lợi Những người đó chưa muốn thành Phật Thì cái nguyện này có thể giúp quý vị Được phước báo nhân thiên Dùng phương pháp đọc kính Niệm Phật để cầu phước báo nhân thiên Ở thế gian à, Yêu cầu đầu tiên là phải Quan dị tính thọ Lễ bái quý mạng Đối với Phật Pháp Thật sự sanh tâm quan nghĩ Tính tưởng Không hoài nghi Vì sao không thể vẫn sanh Vì do tình chấp quá nặng vào đến này Bạn có cha mẹ Có vợ, có con Không đỡ từ bỏ bởi thế đời sau có thể được phước báo nhân thiên Vẫn có thể tiếp tục tu hành Vậy phải chờ kiếp sau rồi Thật sự thành tựu Phải đợi đến đời sau Quá nghĩ tính thọ Lễ bái quý mạng Thật sự làm theo như thế Nghĩ là công khó không được khuyết đó mới là chân thật đang tu Thế nào là thiện Nên làm thì phải làm Thế nào gọi là ác Nghĩ là nên làm lại không làm Đoạn ác Tu thiện Phật Có dạy cho chúng ta tiêu chuẩn Đó là Thập thiện nghiệp đạo Đối với thân không sát sanh là thiện Không trộm cắp là thiện Không dâm dục là thiện Đấy là bán nghiệp của thân Khẩu Thứ nhất là không vọng ngữ Giỡn lấy Nhất định không được lừa gạt người khác Cũng chính là Khẩu phải nói lời chân thật không vọng ngữ, không đối lưỡi đối chiều, lưỡng thiệt là khiêu khích thị vi, Là gây ra trọng nghiệp, đó là tội phải vào địa ngục cắt lưỡi. Không ý ngữ, ý ngữ nghĩa là nói lời ngón tiếng ngọt, lừa gạt người khác, khiến người khác mắc lừa, để bản thân đạt được lợi ích. Cuối cùng là không ác khẩu, ác khẩu chính là nói lời khó nghe. Tuy chưa hẳn là mắng người Nhưng cũng khiến người khác nghe rồi thấy không phục Nên đối với khổ miệng Có bốn điều giới luật Không vọng ngữ Không ác khẩu Không lưỡng thiện Không nghĩ ngữ Khổ nghiệp là tội dễ phạm nhất Trong kinh vô lượng thọ Phật dạy Chuyện hộ tám nghiệp trong đó đêm khẩu nghiệp đặt lên hàng đầu. Chuyện như thế, rất ít khi nhìn thấy. Thông thường, chúng ta thấy trong Kinh Đại Thừa, Đức Phật nói về thập thiện nghiệp đạo, Nhất định là thân ba khẩu bốn ý ba. Thường là chiếu theo thứ tự kiểu này mà nói. Những thứ tự trong bộ Kinh này thì không như vậy. Lại đem thiện hộ khẩu nghiệp xếp lên trước tiên. Không phạm, không ôi nghi, đấy là thân nghiệp xếp vị trí thứ hai. Tâm địa thánh tịnh không nhiễm Đó mới là ý nghiệp. Hãy nói cách khác. Tịnh tông, coi trọng nhất là khẩu nghiệp. Thứ dễ phạm nhất, chính là lời nói. Nhất định phải khéo giữ mờm giữ miệng. Phải biết thế nào là thiện Trong văn hóa truyền thống Trung Quốc Lão Tổ Tông Trung Quốc chúng ta dạy mọi người tu đức Từ nhỏ là đã phải dạy rồi Ngũ Luân, Ngũ Thường, Tứ Duy, Bác Đức Đây là thiện Đi ngược với những thứ ấy chính là ác nên dù sao cũng phải làm rõ ràng giữa thiện và ác biết là thiện thì nên đi làm ác thì phải nên đoạn nhất chỉ nghĩa là phải ngăn chặn quyết định không được làm dùng tấm thanh tịnh tu lục độ lục độ là sáu khó mục tu học mà bồ tát nhất định phải thực hiện khi làm phải dùng tâm thanh tịnh để làm Không vì dẫn văn lợi dưỡng Cũng không cầu phước báo nhân thiên Ta chỉ cầu vãng sinh thế giới cực lạc Thân cận a di đà Phật Như thế thì đúng rồi Sự việc đối người tiếp vật Nhất định phải dùng sáu điều này làm tiêu chuẩn Đó chính là bố thí, bố thí có tài bố thí có pháp bố thí có vô ý bố thí con người đều muốn tu phước báo bồ tát chính là dạy chúng ta cách thức để tu phước tiền tài do đâu mà có từ bố thí mà có người Phải nên tin vào vận mạng Mỗi người đều có vận mạng của người đó Người sư có câu nói Cả đời toàn là vận mạng ăn bài Hơn một nửa chẳng giống người định Mạng Từ đâu mà có Ai là người làm chủ Chuyện này chẳng phải mê tín Vận mạng Là giống dịp đời trước đã tạo Đến đời này Phải nhận lãnh quả báo Mạng tốt đều là Do đời trước có tú lục độ Nhưng chưa thể vãng sanh Kiếp này lại đến nhân gian để hưởng phước Chúng tôi đã chứng kiến Mấy chục năm qua Lúc chưa học Phật thì không biết Từ lúc học Phật đến nay Đã được 64 năm Sự quan sát trong 64 năm ấy Một chút cũng không sai Thật sự là vậy không người giả Những số mạng Có thể thay đổi Nó không phải là thứ không thể sửa được Vẫn công thiền sư Giúp cho tiến sinh liễu phạm Đó cũng là do từ vận mạng đời trước Mà thay đổi trở lại Phương pháp thay đổi thế nào Chỉ cần đoạn ác tu thiện là đổi được Bất thiện gây nghiệp cũng phải sửa hết Nếu mạng của bạn vốn dĩ là tốt Nhưng do bạn bất thiện Bạn làm ác Số mạng của bạn Cũng ăn trở nên xấu đi nếu mạng của bạn vốn không tốt Nhưng bạn biết đoạn ác tu thiện Từ từ vận mạng cũng trở nên tốt đẹp hơn Thọ mạng dài hay ngắn Cũng là do chính mình nắm giữ Không phải do đời trước đã ấn định sẵn Chúng ta tin vào cái lý này Tôi từng nói với các đồng học Lúc tôi còn trẻ Có người đón mạng cho tôi Mạng của tôi nghèo hàng đến cực độ Chính là bây giờ mọi người hay nói là ăn mày Vì sao thế? Vì đời trước tôi không tu phước Keo kiệt không chịu bán búa tiền tài nên đời này không có tiền vả lại còn đỏ mạng tôi rất tin tưởng do đó sau khi học vật hiểu rõ mọi chuyện tôi liền thật làm trưởng gia đại sư dạy cho tôi tôi có thể y giáo phụng hành Ngài vậy tôi tu bố thí Ngài nói trong bạn anh không có tiền Xuất gia rồi Xuất gia muốn quản pháp lợi sanh Cũng phải cần đến tiền Không có tiền thì khó làm đến chuyện Thế tiền do đâu mà có vậy Từ bố thí tài mà có Tôi nói con không có tiền Vừa mới xuất gia Cũng chưa có ai cứu dựng cho Làm gì có tiền mà bố thí chứ Đại sư bằng hỏi tôi Thế một hào anh có không Tôi nói một hào có thể được Vậy một đồng thì sao Một đồng cũng tạm Ngài bảo tôi Anh từ một hào một đồng mà bố thí Nhưng trong tâm tôi Vẫn luôn nghĩ đến những gì mà đã bố thí Chưa thể làm đến trong tâm không có gì Trên mặt sự Thì vẫn luôn tận tâm tận lực như thế cũng coi như viên mãn rồi Bạn cứ tiếp tục mà thực hiện Sẽ có hiệu quả Nửa năm thôi là nhìn thấy hiệu quả liền Thật sự Nhiều năm qua Chúng tôi càng thí càng nhiều Mười vướng cũng dừng nhiều rồi Toàn bộ đều đến bố thí hết sạch Chẳng để lại Phật hãy nói với chúng ta Tích tài thì mất đạo tại không thể tích được Giống như nước vậy Gọi là lúa thông tiền tài Phải để cho nó lúa chạy mới được Có vào có ra Thế mới đúng Có vào chẳng ra Gọi là nước tù nước động Tương lai Mang theo những mầm ở đấy Sẽ rất việt phức nhất định phải xả, xả một cách quan nhiễm vui vẻ. Còn nhất xem những việc nào. Khi mình bỏ tiền ra có thể mang lại lợi ích cho mọi người. Chúng tôi học theo ấn quang đại sư. Hành vi của vị tổ sư này thật khó được ấn quang đại sư. Tiền cúng dường của thập phương Ngài chỉ làm một chuyện Đó là pháp bố thí Người khác cúng dường nhiều tiền cho Ngài Ngài đêm mở một cái sưởng in Hàng quá xã Chính là do Ngài lập nên Đó là chùa báo quốc tự Thuộc Tô Châu Tôi có xem qua Hiện nay vẫn còn Chuyện ấn tống kinh luận và sách thiện Cũng có cho lưu thông Có nơi cho lưu thông dưới dạng bán sách giá gốc Có nơi cho lưu thông Chỉ bán có nửa giá sách thôi Nếu vẫn có người thật muốn xem sách Nhưng không có tiền Bạn viết thứ cho lão hòa thượng Ngài sẽ gửi tặng cho bạn Cách làm này tốt Cả đời Ngài chuyên làm việc này Có khi Gặp những nơi xảy ra tai nạn Bị lũ lụt, bị hạn hán Ngài sẽ lấy từ khoản tiền dùng in kinh Chích ra một khoản để đi cứu tai Điều này nói lên rằng Trong sự bố thí của Ngài Là lấy việc in kinh là chủ yếu những sự việc từ thiện cứu tay được xếp ở vị trí thứ hai nó không có khoản dùng riêng in kinh thì có một khoản riêng đàng hoàng cách làm này hay in kinh là pháp bố thí đồng thời cũng hàm chứa cả vô ý bố thí một việc làm đều gồm cả ba lợi ích trong đó chúng ta học được rồi cho nên kể từ khi xuất gia rồi Nhận được cúng dường Đối với Pháp Bố Thí Tôi cũng không biết mình đã in được bao nhiêu Tôi cho ấn tặng Bộ Đại Tạng Kinh Đây là việc mà ấn quan Đại Sư vẫn chưa làm được Vì thổ ấy, ngày chưa có cái duyên phận này Hiện nay kỹ thuật in ấn phát triển Giá thành thấp, đã hạ giá thành đi nhiều rồi tiện lợi hơn rất nhiều Chúng tôi in tặng Đại Tạng Kinh Cũng gần 10.000 bộ Ngoài bộ này ra Văn hóa truyền thống Trung Quốc Chúng tôi Cũng cật lực hoàng dương Vì sao? Vì nếu không có văn hóa Trung Quốc Thì có như Phật Pháp Đại Thừa cũng không còn Nhất định phải biết điều này Phật Pháp Đại Thừa được xây dựng trên nền tảng nào Chính là được thiết lập trên nền tảng của văn hóa truyền thống Trung Quốc Ấy cùng là gốc của Phật Pháp Đại Thừa Nếu bạn không cấm cái gốc cho vững Phật Pháp sẽ bị diệt vong Trong văn hóa truyền thống Điển tích quan trọng nhất Chính là Tứ khố toàn thư Và tứ khố hội yếu Hiện nay còn có hai bộ Có thể cho lưu hành Một bộ là quần thứ trị yếu Một bộ là quốc học trị yếu Quần thứ trị yếu là do đường Thái Tông biên soạn Bộ sách này dùng để trị quốc bình thiên hạ Còn bộ quốc học trị yếu Là dùng để cầu học vấn Nhưng cách thức bố cục cũng không khác gì lắm so với bộ Quần Thứ Trị Yếu. Sọn bộ sách này cũng là mô phỏng theo định dạng của Quần Thứ Trị Yếu. Nhưng chỉ có mục tiêu là khác nhau. Bộ này thuộc về trị học, làm học vấn căn bản. Cũng tức là muốn nhập vào Bảo tàng văn minh của Trung Quốc, tức là tuấn khố tổn thứ Tiểu quốc học trị yếu chính là gì khó. Trước tiên học cái này, phân lượng của nó có phần nhiều hơn so với quần thứ trị yếu, số lượng khá nhiều. Những gì được chọn lựa để bỏ vào quần thứ trị yếu chỉ có ba bộ phận thuộc về kinh sử trong quốc học trị yếu cũng có, toàn bộ kinh sử đều có trong ấy. Hiện nay những thứ này. Tôi đều tìm được, và cho in ra cả rồi. Quân thứ trị yếu, khởi đầu tôi cho in một vạn bộ. Quốc học trị yếu, cũng in một vạn bộ. Những sách này giờ có rồi. Bây giờ điều mà chúng tôi đang nghĩ đến là ai sẽ đọc nó đây? Ai sẽ giảng nó đây? nếu như không có ai có thể đọc được vì sách này viết theo lối văn ngôn văn nên không có người biết đọc thế thì sẽ xảy ra vấn đề bởi vậy chúng ta liền nghĩ phải bồi dưỡng người có thể đọc có thể giảng để có thể giảng một cách rõ ràng minh bạch thấu triệt những bộ điển tịch này chúng tôi cần những nhân tài như thế Tôi ở nước ngoài Bên Malaysia Có cho thành lập Một viện hán học Ở Hồng Kông Cũng xây dựng một viện hán học Mục đích là gì? Mục đích chính nhằm bồi dưỡng Người có khả năng đọc được Tứ khố toàn thư Bội dưỡng kiếm nhấn tài này chúng tôi cung cấp về mọi mặt viện hán học này có tính chất giống như một trường tư thục vậy trong đó không có giáo viên cũng không có học sinh chúng tôi thú nhận là những nghiên cứu viên Bước vào biển ngắn ngập rồi Cần có quyết tâm Phải chân thật lập chí Đến truyền thừa văn hóa truyền thống Trung Quốc Đưa việc này trở thành việc lớn trong đời này của chúng ta Môi trường sống và môi trường học tập của họ Chúng tôi sẽ chăm lo Chúng tôi làm hộ pháp Chủ cấp một nơi nghiên cứu thoải mái Dễ chịu cho họ Sách và tư liệu tham khảo mà họ cần Chúng tôi đều thay họ chuẩn bị Họ chỉ việc cố gắng học tập cho tốt 10 năm 10 năm sau Những người này Liền có khả năng Thâm nhập vào tứ khố Tôi chỉ hy vọng họ Chọn ra một loại hay hai loại không được nhiều Nhiều nhất là hai loại Chân thật thấm nhập Trở thành chuyên gia học giả Yêu cầu cần thiết hiện đấy, Là phải học chữ Hán Phải biết về Hán tự Cũng tức là Phải học Cho rành bộ Thuyết văn giải tự Nhận biết được văn tự Trung Quốc Biết được lý do hình thành của chữ này là gì Vì sao phải biết như vậy Vì sao phải đọc như thế Trong chữ này hàm chứa bao nhiêu ý nghĩa Cần phải hiểu cho rõ Mới gọi là nhận thức về một chữ Ngày nay môn học này bị lơ là rồi Không còn ai Học với ngành ngữ văn hán tự nữa Nên đối với những sách cổ của Trung Quốc Họ không cách gì đọc được Chúng ta hãy từ đây Mà cắm gốc Tính chất của viện hán học Không giống với trường học thông thường không dùng cách giảng dạy Trong trường học Về lý niệm dạy học Chúng tôi chỉ là người bồi dưỡng Cho bạn Đọc được văn ngôn văn Đọc được tứ khố toàn thư Mong rằng ba năm sau Trong việc học chữ Hán Họ sẽ học được một nền tảng tương đối Đến lúc ấy chúng tôi liền có thể chiêu sinh Lục chiêu sinh là tuyển người chuyên học về ngôn ngữ học Học về môn này Mục tiêu cuối cùng là hy vọng Có nhiều người học văn ngôn văn Có nhiều giáo viên rồi Tương lai chúng tôi tin rằng Ngành ngôn ngữ học của Trung Quốc Cùng với các bộ điển tịch này Sẽ có sức ảnh hưởng Đến toàn thế giới Sẽ có nhiều người muốn học Chúng tôi lại bồi dưỡng thêm giáo viên Bây giờ đang bắt đầu cho bồi dưỡng thầy cô giáo Đang thực hiện công tác này Đây là việc lớn Trước mắt chúng ta vẫn chưa thấy được kết quả thật sự Kết quả nằm ở 10 năm sau 10 năm sau liền có thể thấy được kết quả mười năm này thật rất vất vả nhưng phải vượt qua vì thế chúng tôi hy vọng những người trẻ tuổi sẽ từng đời nối tiếp nhau điểm văn hóa truyền thống trung quốc chân thực phục hướng trở lại nếu nó có thể khôi phục giống như vào truyện hán triều đường vậy Trật tự xã hội của thế giới này Có thể phục hồi trở lại Vậy thì có thể nói là Tránh khỏi thảm họa tự nhiên rồi Quốc gia, xã hội được an định Nhân dân hạnh phúc mỗi người đều tiếp nhận giáo dục thánh hiền chúng tôi hy vọng có thể mở mang con đường này cũng mong rằng con đường này có thể đi được thông suốt ở đây nói đến vượt báo nhân thiên vượt báo nhân thiên tuy là tốt nhưng đừng để nó mê hoặc bởi vì phương báo nhân thiên rất nguy hiểm Sơ sẩy một chút là bị đọa vào ba ác đạo ngay Bởi vậy Chân tâm Vẫn là cái tâm một lòng hướng về thế giới cực lạc Thân cận Ái di Đạo Phật Thế thì Chúng ta sinh ra trên cuộc đời này Vì hết thể chúng sanh Là một chút việc tốt Cũng là vì chúng sanh chăm lo cho chúng ta Đến chúng ta báo đáp lại cho họ Sự thế đối người tiếp vật Đều là dùng sáu điều này làm tiêu chuẩn Tịnh tông ngọc hội Đầu tiên Của tịnh độ tông vào thổ đầu Được thành lập ở Vancouver, Canada Học hội tỉnh Tông thứ hai Là học hội tỉnh Tông Mỹ Ở San Francisco gần San Jose Hiện nay đều vẫn còn Tôi viết một phần duyên khởi Kiến nghị Về nắm kho mục cho việc tu tập rất đơn giản là dễ nhớ năm khó mục này chính là tiêu chuẩn tu học của chúng ta thứ nhất là tịnh nghiệp tam phước đây là thế tôn trong quán vô lượng thọ kinh đến ba điều là căn cứ lý luận cao nhất Để chúng ta đương vào mà tu học Trong đó điều đầu tiên Cũng là phước báo thứ nhất Hiếu dưỡng phụ mẫu Phụng sự sư trưởng Từ tâm bất sát Tu thập tiện nghiệp Chúng ta làm thế nào có thể áp dụng đây Phải thực tiện hiếu thân tôn sư vào đệ tử quy Từ tấm bất sát Được thực hiện trong cảm ứng thiên Phần sáu là tu tập tiền nghiệp đạo Tôi đem đó Làm thành ba cái gốc của nho thích đạo Gốc của nhà nhó là đệ tử quý Gốc của đạo là cảm ứng thiên Còn gốc của Phật là thập tiền nghiệp Phải nghiêm túc mà làm Phải thực tiễn cho được biến nó trở thành đời sống của chúng ta còn có cái nền tảng này như thế mới có thể học vật tam phước phước thứ hai là thọ trì tam quy cụ túc chúng giới bất phạm uy nghi không có ba điều ở phía trước thì việc học Phật là giả Không phải thật Do họ không có gốc Nhất định phải có gốc Mới có thể học Phật Giờ đó việc học Phật Mới có thể học cho tốt được Điều này là thuộc về tiểu thừa Phật Pháp tiểu thừa Nhất định phải từ tiểu thừa Rồi đến đại thừa Không được học nhảy cốc Cứ chiếu theo từng bước Mà làm mới có thể học cho tốt Thứ ba là Phát Bồ Đề Tâm Thấm tính nhân quả Đọc Tụng Đại Thừa Khuyến tấn hành giả Tổng cộng có ba điều Bị một câu Đây là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất Trong việc tu hành của tịnh Độ Tông Trong hành bố Đây là thật làm Chân thật thực tiễn và cuộc sống Bắt đầu từ chỗ nào Từ lục hòa kính mà khởi Tăng đoàn của chúng ta bất hòa Còn tú cái gì nữa Đó là tạo nghiệp Gia hòa vạn sự hưng Không được đợi nảy sinh bất hòa Kiến hòa đồng giải Giới hòa đồng tu Giới là phép tắc cần tuấn thủ Nhà có quy củ Giả có gia quy Quốc có quốc pháp người hiện nay không còn giá quý, đến loạn rồi, nhà loạn rồi, gốc bị hư gọi rồi, kéo theo nảy sinh nhiều vấn đề. nhà vào thời xưa là một gia đình lớn, ngũ đại đồng đường, đều sống cùng nhau, vì lẽ đó nó có quý cử của nó, nếu không có phép tắc, nhà liền loạn ngay. thời nay là kiểu gia đình nhỏ có thể không màng đến quý cử nên vợ chồng ngày ngày đều cãi nhau cha con bất hòa mọi vấn đề đều xuất hiện rồi chúng ta phải làm thế nào để khôi phục lại những truyền thống văn hóa tốt đẹp mang đến trên nhân sinh một đời sống mỹ mãn con người trên thế gian này nên theo đuổi điều này Năm, khóa mục này, quá quan trọng rồi. Ý theo luật quả kính. Sau đó, mới tiếp tục tiến nhập vào Phật Pháp, từ chỗ nào mà vào, từ tam học. Giới định huệ tam học. Nhân giới được định, nhân định khai huệ. Khi đã cấm gốc tam học cho chắc rồi liền có thể tu lục độ Bố thí trì giới nhẫn nhục tính tấn thiền định bát nhã Cuối cùng là Quy về tịnh độ Mười nguyện phủ hiền dẫn về cực lạc Từ lễ kính chư Phật Xứng tán như lai Quảng tu cúng dường sám hối nghiệp chứng cho đến phổ giai hồi hướng đó là hành môn chúng ta thực hiện thế nào bởi có thể tương ứng với tịnh độ tây phương thế giới cực lạc là đạo tràng của bồ tát phổ hiền chúng ta trong phẩm thứ hai đức tưng phổ hiền của kinh vô lượng thọ Ngày nay chúng ta nói đến Tổ sư của tịnh Độ Tông Người Trung Quốc nói Sơ tổ là hệ viễn đại sư Còn người Nhật cũng nói đến sơ tổ Vậy sơ tổ của người Nhật là ai? Là thiện đạo đại sư Họ vào thời tùy đường Đến Trung Quốc du học Hầu hết đều học Phật cùng với thiện đạo đại sư Học tịnh độ Sau khi về nước Lập nên rất nhiều tông phái Tất cả họ đều thừa nhận Thiện đạo đại sư là tổ sư đời thứ nhất của họ Sự tôn kính của người Nhật đối với thiện đạo đại sư Còn hơn chúng ta Chúng ta không bằng họ Bạn xem Các chùa tịnh độ tông Của bên Nhật lớn lớn nhỏ nhỏ Đều thờ phượng tượng Của thiện đạo đại sư Những điều này đều có thể nhìn ra được Ở tỉnh Tông Trung Quốc không hề có cao lắm chỉ thờ bài vị không có tượng những người nhật họ làm được rồi còn có trí giả đại sư của tông thiên thai đây là sơ tổ tông thiên thai nhật bản sơ tổ thiên thai sơ tổ tịnh độ cho nên nước nhật là nơi đáng để chúng ta tôn kính chúng ta nên học hỏi theo Hiện nay chúng ta tu học Mà không bám lấy Năm kho một này là không được Năm kho một này Rất dễ nhớ Văn lượng rất ít Đều có thể thuộc lầu Nhất định phải từ nơi này mà cắm gốc Thật thà lão thật đi làm Phật hiệu một câu là được rồi Một câu Phật hiệu niệm đến cùng Không một ai là không thành tựu Thật có thể làm như vậy có thể giống như hải ghiền lão hòa thượng Một câu phải hiệu Có thể khai ngộ Trình độ ngày niệm được là Đại triệt đại ngộ Bình tâm kiến tánh Chúng ta dẫu cho Không thể đại triệt đại ngộ giống như Ngài Chỉ ít Cũng phải được tiểu ngộ Hay là đại ngộ Có tiểu ngộ Coi như có thể vãng sanh rồi Sanh vào cõi phạm thánh đồng cư Có đại ngộ Thì sanh vào cõi phương tiện hữu dư Triệt ngộ Thì sanh vào cõi thật báo trăng nghiêm độ Kinh điển Đã nói rất rõ ràng Vì thế chúng ta Phải dùng tấm thanh tịnh Đối người tiếp Phật Nhất định phải tuân thủ Năm kho mục này Tịnh nghiệp tam phước lục quà tam ngọc lục độ mười nguyện đây gọi là trị giới niệm phật thành tựu vô lượng công đức dùng sáu điều này làm tiêu chuẩn sáu điều này là nói đến lục độ người ta thấy bạn tự nhiên sẽ sanh lòng cung kính nếu bạn là người tốt Cũng không cần phải tự tâm bốc làm gì Thời gian lâu rồi Người ta tự nhiên cung kính với bạn thôi Đến lúc ấy thì có thể hành sự rồi Họ cung kính bạn Khẳng định là họ tin tưởng bạn Họ tôn trọng bạn Những gì bạn nói Họ sẽ nghe Vậy thì có thể làm việc rồi Làm việc gì bây giờ Làm việc lớn Việc lớn gì vậy Chúng sống quả mục là việc lớn Ngày nay xã hội động loạn Động loạn nghĩa là không hòa Nếu mọi người đều có thể chúng sống quả mục Thế thì thiên hạ thái bình Đó là việc lớn Khoa học Kỹ thuật thời nay Ngày càng hiện tại tính tiến Cứ lấy mỗi 10 năm ra mà so sánh Bạn xem 10 năm trước hoàn toàn bị đào thải rồi Tiến bộ nhanh thật Chúng ta không theo cũng không được Chúng ta Nhất định phải hy vọng Giữa người với người phải chúng sống quả mực Bình đẳng đối đãi Bắt đầu từ đâu đây Tôi quán biết một số nhà lãnh đạo các nước Tôi điều khiến họ Hãy từ đoàn kết tôn giáo mà hạ thủ Đề xứ Giáo dục tôn giáo tôn giáo ngọc tập lẫn nhau chúng tôi đề nghị tất cả các vị thần mà các tôn giáo đang tôn thờ thần là một thể giáo là một nhà tôn giáo thế giới là một nhà không nên có sự phân biệt Không nên có ta với người Thần của tôn giáo tôi là thật Còn thần của anh là giả Như vậy thì việc phức liền đến Hết thảy thần là một thế Tôi còn nhớ có một năm Tôi đến thăm nước Nhật Có gặp Trung thôn Khang Long Lão Hòa Thượng Mọi người chắc biết Ngài phải không Nắm tôi gặp Ngài Thì Ngài được 100 tuổi Ngài 103 tuổi thì vẫn sanh Lão Hòa Thượng nói với tôi Ngài nói Người sáng tạo ra tôn giáo trên toàn thế giới đều là quả thân của quan thế âm bồ tát nói rất hay ngài nói thật có đạo lý vì sao vị quan âm bồ tát là đến dùng thân gì để độ liền hiện thân đó bạn cần là a di đà phật ngài liền hiện thân của a di đà phật Bạn muốn Thích Ca Mâu Ni Phật Ngài liền hiện thân của Thích Ca Mâu Ni Phật Bạn yêu thích Chúa Giêsu Thì Ngài hiện thành Chúa Giêsu. Bạn thích Mohammed Ngài sẽ hiện thân Mohammed Thấy điều là quán thế âm Bồ Tát Chúng thần là một thể Điều này là thật, không hề giả bạn xem tượng quan âm ngàn tay Trên đầu có 32 gương mặt Đó nói lên cái gì Là 32 ứng Tùy loại hóa thân Ấy tức là Khái điểm cơ bản Trong sự bình đẳng đối đãi Và chúng sống gò buộc Không nên phân chia Gia hòa vạn sự hứng Quốc gia phải hòa Thế giới phải hòa Bắt đầu từ chỗ nào Bắt đầu từ tôn giáo Tôn giáo phải hòa trước tiên Sau đó sẽ ảnh hưởng khiến dân tộc hòa Đến phía phái hòa Rồi đến các tầng lớp trong xã hội hòa Cuối cùng Đạt đến trái đất này Trở nên thái bình thịnh thế Đây là việc tố Do đó chúng ta Cần xem trọng đoàn kết tôn giáo tôi có vài lần tổ chức hoạt động này tôi đều có mời đoàn đại biểu phật giáo nhật bản tham gia họ tham gia cũng được vài lần rồi lần gần đây nhất là ở sri lanka cho nên lý niệm chúng sống hòa mục, bình đẳng đối đãi phải luôn ấp ủ trong tâm Họ không kính ta, thì ta kính họ. Chúng ta có lòng nhân đại, dần dần sẽ cảm hóa được họ thôi. Tôi ở Úc, đã làm được 13 năm. Làm thành công rồi. Giờ tám bảo giá trị. Hiện nay, cái thành phố nhỏ này, có mười mấy tôn giáo, đều trở thành người một nhà. chúng tôi thường hay trao đổi qua lại khi mỗi tôn giáo có hoạt động lớn nào chúng tôi thể đều đến tham dự chúng tôi có tổ chức hoạt động họ cũng đến tham dự mong rằng từ tôn giáo có thể thúc đẩy các mối đoạn kết xúc tiến hài hòa xúc tiến hòa bình nhất định không phải do không đồng tín ngưỡng tôn giáo hay do không đồng dân tộc khi chúng sống cùng nhau mà nảy sinh mâu thuẫn muốn có thể hóa giải không để sinh ra vấn đề chúng ta cần chân thật dùng tâm yêu thương đi làm Cốt lõi nhất Của đoàn kết tôn giáo Chính là yêu thương Nhà Phật từ bi Đạo hội cũng nói đến từ bi Khi tô giáo, thiên chúa giáo Cũng nói đến thần yêu thương con người Thượng đế yêu thương thế nhân Đây là sự thật Không nghề giả Bởi thế Giá trị quan đồng cốt Của tất cả tôn giáo chính là nhân từ bác ái một câu này chính là giá trị quan chung của mọi tôn giáo có thể làm đến được chứ không phải không được đời này làm cái việc tốt này đợi sau đương nhiên được sanh vào gia đình giàu có hơn nữa thân thể khởi mạnh Thân tâm kháng kiện Các cắn chẳng khuyết Tiện thắng sâu dày Kiếp sau vẫn có thể gặp được Phật Pháp Câu này Ở sức quan trọng Gặp được Phật Pháp Liền có cơ hội thoát khỏi sáu niệu luân hồi Đây là việc mà nhiều đời nhiều kiếp Chúng ta luôn mơ tưởng đến Không gặp được Phật Pháp Chuyện đó sẽ rất khó khăn Sanh thiên không khó Nhưng muốn vãng sanh thế giới cực lạc Lại không dễ Nhưng bạn biết đó Vãng sanh thế giới cực lạc Còn dễ hơn sanh thiên Chỉ cần bạn tu học đúng như Pháp là được Chương sau chương 15 Lúc tôi thành Phật Trong nước không có danh từ bất thiện Tất cả những điều bất thiện Ngay cả đến tên còn không nghe thấy Đương nhiên sẽ không có thật rồi Qua đó chứng tỏ rằng Thế giới cực lạc thuần thiện Thuần tĩnh thuần thiện Tất cả chúng sanh Sanh sang cõi tôi Đều đồng một tâm Trụ nơi định tụ vĩnh viễn thoát khỏi nhiệt não tâm được thanh lương hưởng thọ khói lạc. như tỳ kheo lộ tận nếu còn khởi tưởng niệm tham đắm thân sao không thành chánh giác trong chương này có bốn nguyện Nguyện 28 đứa không có sự bất thiện Nguyện 29 Trụ tránh định tụ Nguyện 30 vui như tỳ kheo lậu tận Nguyện 31 không tham chấp thân Chúng ta muốn thực hiện những điều này Giống như thế giới cực lạc Thật rất khó làm đến được Nhưng chỉ cần đến thế giới cực lạc Nhờ vào bốn nguyện này Của An Di Đập Phật gia trì cho bạn Thì trở nên rất dễ thực hiện Chúng ta xem chú giải Cõi Tây Phương Không có tam ác đạo Nhưng trong kinh a di đà Lại nói thế giới Tây Phương Có bạch hạt Có khổng tứ Cùng các loài phí điểu Chúng chẳng phải là súc sanh sao Súc sanh là tên của ác đạo còn thế giới cực lạc Không có danh xưng tên gọi Của những nẻo ác ấy Đây không phải danh từ bất thiện Không phải tên gọi bất thiện Của ngạ quỷ địa ngục súc sanh Bạch hạ cổng tước Và các loại phí điểu Được nói đến trong kinh di đà Đó không phải là súc sanh sao Không phải Kỳ thực Chúng là do a di đà Phật Biến hóa ra Chính để giảng kinh Thuyết pháp Khiến mọi người mọi lúc mọi nơi Đều có thể nghe được âm thanh thuyết pháp Đó là do a di đà Phật biến hóa ra Không phải thật là xuất sanh Chim là ai vậy? Chim cũng là a di đà Phật là hóa thân của A-di-đà Phật. Vì sao như thế? Vì có người thường yêu thích chim chóc. Nơi môi trường hoang dã, đặc biệt thích thú những loại chim này. Chim là A-di-đà Phật. bằng niệm A-di-đà Phật. Anh thích cái gì, ta biến ra thứ đó. Chúng đều đợi thuyết pháp. Bạn thích nghe pháp gì, chúng liền thuyết pháp đó. Quá tuyệt rồi Nếu như hiện Phật thân Bạn nhất định phải gò mình trở lên Chỉnh chú đường hoạn rồi Trước mặt Phật chắc hẳn không dám tùy tiện Phật biến hóa ra chiếc chốc Bạn liền thấy thoải mái hơn Bạn không phải gò ép mình phải nghiêm trang quá mức Bạn cũng có thể vui đùa cùng với chim thú Bởi thế những loại vật này đều là một kiểu thuyết pháp dạy học của Đức Phật Có thể hoàn tụng chúng sanh Tỷ hỷ công đức Chúng ta có thể rút ra Bài học từ những chỗ này Xã hội hiện nay Tại sao lại lộn ra nóng nổi này Trung Quốc vào mấy ngàn năm trước Tuy rằng Có động loạn Nhưng vẫn tốt hơn rất nhiều So với bây giờ Đâu có hỗn loạn giống như hiện nay vậy Do nguyên nhân gì Bởi giáo dục Trung Quốc trước kia là đại gia đình Truyền suốt mấy ngàn năm không hề thay đổi Sau khi văn hóa phương Tây du nhập vào Trung Quốc Người Trung Quốc cảm thấy một gia đình nhỏ sẽ tốt hơn Gia đình nhỏ không có quy tắc này nọ Không có quá nhiều trói buộc Có thể làm gì tùy thích Vì điểm này nó cũng có chỗ tốt Nhưng sẽ khiến cho toàn bộ xã hội động loạn Đều phải trả giá lợi thì ít mà hại thì nhiều trung quốc thuở trước đích thực giống như người một nhà một dân tộc người cùng một dân tộc cùng một gia đình lớn nếu quý vị có xem qua tiểu thuyết hồng lâu mộng trong hồng lâu mộng miêu tả là người một nhà là sinh hoạt từ ngày Trong gia đình Mô tả rất hay Giá có gia giáo Nếu không dạy họ Nhiều người như vậy Cùng sống bên nhau ắt sẽ lộn mất Vì vậy Giáo dục gia đình vô cùng nghiêm khắc Bạn xem trong gia phủ Đều có gia quy Gia giáo gia huấn đây đều là thứ mà mỗi một thành viên trong gia tộc nhất định phải tuân giữ không tuân hành liền loạn ngay từ nhỏ là đã phải dạy rồi bắt đầu dạy từ lúc nào Kể từ lúc người mẹ bắt đầu mang thai Gọi là thái giáo khi đứa trẻ vẫn chưa chào đời Vậy như thế nào Đó là người mẹ khởi tâm đồng điểm Không được có ác niệm Không được suy nghĩ đến mặt xấu Vì sao Vì sẽ ảnh hưởng đến thai nhi Suy nghĩ Phải thuần chánh Lời nói Phải từ tốn ôn hòa cử chỉ đoan chánh nhất cử nhất động của người mẹ đều gây ảnh hưởng lên thai nhi vì vậy người mẹ trong 10 tháng mang thai phải tuân giữ phép tắc vì sao đều là vì đứa con này khi đứa trẻ vừa chào đời vừa hé mở đôi mắt là nó đều đang học đang nhìn đôi tay bé nhỏ của nó cũng đang nghiêng ngóng chúng đều đang bắt đầu học hỏi nên người mẹ Nhất định phải trông coi đứa trẻ cẩn thận Trong vòng ba năm Tức một ngàn ngày Trong ba năm này Tất cả mọi thứ mà đứa trẻ này nhìn thấy Nghe thấy, tiếp xúc được Toàn là mặt tốt Là lành mạnh Phạm là mặt xấu, bất thiện Không được để chúng nhìn thấy Không được để chúng nghe thấy Cũng không được để chúng tiếp xúc được đây gọi là cấm gốc giáo dục Một ngàn ngày Bởi vậy Cổ nhân có một câu ngạn ngữ nói rằng Ba tuổi xem tám mươi Ý muốn nói là Xem sự nuôi dạy Của một đứa bé ba tuổi Liền có thể biết đến khi chúng tám mươi Cũng không bao giờ thay đổi Đó chân thật là một người tốt Thánh hiền quân tử cũng từ đó là hình thành Đó là nhờ công đức người mẹ Vì thế tâm biết cả một đời của mẹ Chính là dưỡng dục con mình trở thành Thánh nhân, hiền nhân, quân tử Tâm sức mà mẹ đã bỏ ra vô cùng vĩ đại Vì lẽ đó phận làm con không thể không hiếu thuận cha mẹ Không có công lao khó nhọc Của mẹ như vậy làm sao nuôi dưỡng nên các bậc thánh hiện chứ loại gia đình lớn này của trung quốc thời kỳ kháng chiến vẫn còn tồn tại trước thời chiến tranh thì còn tôi có thấy qua sau chiến tranh thì không còn nữa đến một nhà cũng không tìm thấy vấn đề xã hội hiện nay nảy sinh chính là vì điểm này trẻ nhỏ không còn ai để mắt đến cũng không ai chăm sóc rồi ai sẽ quan tâm đến chúng đây ai sẽ chăm lo cho chúng đây cha mẹ không lo cho con cái người nhà cũng chẳng màng đến xã hội không lo Quốc gia cũng không lo. Thời nay người nào là người lo cho mấy đứa nhỏ vậy? Là TV, là internet. Bạn xem những thanh niên trẻ mới mười mấy tuổi cả ngày từ sớm đến tối đều dán mắt vào TV, vào điện thoại. Tôi cũng không biết đó là thứ gì, mà bất kỳ khi nào tôi nhìn thấy đều thấy tinh thần của mọi người cứ dồn hết vào đó. Nội dung trong đó là gì? Là sát đạo dâm vọng. Họ học theo toàn bộ rồi Như thế thì làm sao mà được chứ Bởi vậy ngày nay quyền giáo hóa chúng sanh Nằm trong tay các phương tiện truyền thông Họ là kẻ thống trị của thế giới này Nếu họ chỉ hướng đến mặt xấu Vậy thì thế giới này sẽ bị hủy diệt hoàn toàn Nếu họ hướng đến mặt tốt Thì liền phục hứng trở lại Hiện nay nói đến là dân chủ tự do Nếu muốn chân thật khôi phục Văn hóa truyền thống Trung Quốc Vậy phải như lời tiến sinh Phương Đông Mỹ đã nói Nhất lọt phải đóng cửa hết các đại truyền thông Trước đây khi đại lục tiến hành văn hóa đại cách mạng chính phủ đài loan muốn đẩy mạnh việc phục hưng văn hóa truyền thống nhưng chỉ hô hào khẩu hiệu không có thực tiễn có một ngày tôi đến nhà của lão sư phương vừa hay có ba quan viên của bộ giáo dục cũng đến thăm thầy họ tỉnh giáo với thầy muốn khôi hột văn hóa truyền thống phải bắt đầu từ đâu thầy chẳng hề suy nghĩ lập tức nói với họ phải đóng cửa ba đài truyền hình của đài loan còn có đài phát thanh vô tiếng nữa thầy đều phải đóng cửa hết ngừng phát hành báo chí tạp chí ban người quan viên này liền nói thưa thầy làm không được đâu thầy liền nghiêm sắc mặt nói những thứ này ngày ngày Đều đang phá hoại văn hóa truyền thống Trung Quốc Có những thứ này thì còn có thể phục hưng được sao? Thầy nói với vẻ rất bi thương Đây là sự thật, không hề giả Không đóng nổi Vì sao? Đó là tự do, là mở cửa Cứ để xã hội tự do mở cửa Đến lúc đó Viện vứt rất lớn Chỉ có một cách để bù đắp Chính là dùng đài truyền hình Do quốc gia quản lý hoàn toàn Chỉ cho phát sóng toàn là mặt tốt Là những điều tốt đẹp Và là tất cả những điều bất thiện Đài truyền hình đều không được phát Đài truyền hình liệu có thể tiếp tục không? Tuy kinh phí duy trì rất lớn nhưng chúng tôi đã làm Thực hiện thành công rồi Làm được Việc giảng kinh của tôi Được phát sóng từ năm 2003 Đài truyền hình khó tạng Không hề lối kéo quảng cáo Không có hóa duyên Mà có thể duy trì 13 năm Hiện nay còn khá là hứng vượng nữa điều này nói lên cái gì chứng tỏ rằng bạn không cần phải lối kéo quảng cáo làm gì không cần phải cho phát sóng những điều bất thiện vẫn có người xem như thường chúng tôi làm sao mà duy trì được vậy chúng tôi cho chạy tài khoản ngân hàng của đài truyền hình khóa tạng lên màn hình liền có người gửi tiền vào đó số tiền này liền có thể duy trì rồi Duy trì suốt 13 năm nay Còn khá là sung túc nữa Qua đó chứng tỏ Đại chúng trong xã hội Vẫn không ít người Yêu thích xem mặt tốt Nếu như có mười mấy Hai mươi mấy đại truyền hình như thế Xã hội liền được cứu rồi Cứ để đại chúng trong xã hội tự mình lựa chọn Những gì mà họ yêu thích từ từ người thích sẽ mặc thiện nhiều dần lên thích mặt xấu liền ít đi đây mới thật là cách để cứu vãn thầy phương nói lời ấy không hề xa chút nào chúng ta phải làm sao để thiện xảo phương tiện đêm phong khí xã hội từ từ chuyển biến lại chân thật là tạo phước cho xã hội tạo phước cho mọi người phật nói tất cả chúng sanh chúng tôi xem kinh văn thấy nói có thể chia làm ba loại lớn loại thứ nhất là chính đình tụ tụ nghĩa là tụ hội chúng ta ngày nay hay nói là đoàn thể Loại người này Tất cả pháp môn mà họ thiếu học tuyệt đối chính xác Sẽ có kết quả Những người này gọi là chánh định Cũng chính là Pháp vận được Đức Phật đề cập trong Kinh Pháp vận có chánh pháp, tượng pháp, mạc pháp và diệt pháp Chánh Pháp Chỉ có giảng kinh Có nghe kinh Có người chân tập tu hành Có chứng quả Vãng sanh chính là chứng quả Đây là chánh Pháp Nếu không có chứng quả Có giảng kinh Có nghe kinh Có tu hành Mà không có chứng quả Đấy gọi là tượng Pháp Tiếp theo là Ngay cả người tu hành cũng không có Chỉ có giảng kinh Có nghe kinh Không có tu hành Không có chứng quả Đây gọi là mạt pháp Nên thời kỳ mạt pháp có giảng kinh Có nghe kinh Nhưng người thật tu ít đi rồi Đến một ngày nào đó Nếu cả người giảng kinh cũng không còn Không có giảng kinh Không có nghe kinh thì đó là diệt pháp Điều này là do chính Đức Phật nói ra Pháp vận chính là vị thế mà có Hiểu rõ đạo lý này Pháp vận là nằm trong lòng bàn tay của chúng ta Bản thân chúng ta phải nghiêm túc nỗ lực dĩ giáo tu hành Các vị đang trong thời mạt Pháp Còn tôi thì ở chánh Pháp đấy là sự thật không phải giả mỗi người có pháp vận riêng của người đó gia đình có gia vận quốc gia có quốc vận đại chúng trong xã hội đều có vận mạng nắm giữ mà người nắm giữ chân thật là chính mình không phải kẻ khác vì vậy chúng ta phải nhận thấy chính mình có trách nhiệm đối với xã hội Chúng ta gánh vác những trách nhiệm này Chúng ta không thể không biết Phải hướng xã hội trở về đường ngay niệu chánh Nếu như phá hoại những điều tốt đẹp Chỉ hướng về sự tà ác Thì đó là tội ác Quả báo cho việc này là ở địa cục Hiện nay cái xã hội này Rất nhiều người sẽ bị đỏ vào địa ngục Mấy ngày nay Hoạt động này của chúng tôi Thời gian không dài Tôi nghe nói có ba người bị hương linh nhập thể Họ tiết lộ một số tin tức cho chúng tôi Những tin tức này đều là nói về thảm họa kiểu Chuyện tính này tôi đều bảo là lợi quỷ là do quỷ nói chứ không phải người nói bạn có nên tin theo những lời đó không bạn có nên tin vào lợi quỷ nói không chúng ta chỉ nên lấy những lời nghe được làm tham khảo đừng nên quá nghiêm túc bọn họ nói lời không có gách trách nhiệm đâu, bạn không thể tìm thấy họ nên đừng để bị quỷ lừa, bạn bị người lừa còn có thể tha thứ chứ để quỷ lừa thế thì sai rồi. Chúng ta chỉ tham khảo điểm đối chiếu với tình hình xã hội hiện nay, phải xem họ đối trúng được mấy phần mà thôi để chúng ta đề cao cảnh giác. Đoạn ác tu thiện Tích công lụy đức Dẫu có thảm họa Vẫn có thể hóa giải Nếu không thể hóa giải Tất cả thì cũng có thể giảm nhẹ phần nào Đó là điều chắc chắn Quyết định Không được có tà niệm Có Ý niệm bất thiện Như thế không tốt Bởi vậy Lợi ích của người niệm Phật Chính ngay chỗ này Chúng ta nên nghe nhiều kinh giáo một chút Bộ kinh dễ nghe nhất Mọi người cũng rất thích nghe Ngoại trừ kinh vô lượng thọ ra Thì chiếc đĩa của Hải Hiền Lão Hòa Thượng Và bộ sách Vĩnh tư tập của Ngài Phải nên xem nhiều một chút Ngoài ra còn có bộ Tịnh tu tiệp yếu báo ân đàm Của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ Bộ sách này Cùng với Sách audio Đều làm ra cả rồi Bên này đã cho lưu thông rồi Mọi người nhất định phải nên xem Nên xem nhiều một chút Xem càng nhiều càng tốt Dần dần Những đạo lý trong nhà Phật Cùng với những đạo lý của tịnh Tông Bằng đi bính bạch Khi đã tường tận rồi Tính tâm mới kiên định Mới có thể đoạn dứt nghi hoặc Đoạn nghi sanh tính Cổng đức vô lượng Những bộ sách mà tôi đã nói Tôi mỗi ngày đều xem Xem không chán Càng xem càng hoan hỷ Cụ hoàng điểm tổ quá xuất sắc Ngài là Bồ Tát tái lai Không phải người phàm Người phàm nói không được những lời ấy Còn Hải Hiền Lão Hòa Thượng Tuy không biết chữ Bạn xem một câu Phật hiệu Ngài cả đời Niệm Phật suốt 92 năm Không hề thay đổi Đây chính là thiền định Chính là trí huệ Thế nên Ngài từng nói Ngài cái gì cũng biết cái gì cũng biết Chính là đại triệt đại ngộ Chính là bình tâm kiến tánh Nếu như chưa chứng quả Tuyệt không thể nói như thế được Nói ra đồng nghĩa là vọng ngữ Là gạt người Quả báo của đại vọng ngữ Sẽ ở địa ngục vô gián Nên những lời Ngài nói là thật Chúng ta tin Ngài Chúng ta thật phải Nên đi giáo phùng hành Phải lấy ngài làm gương Cụ hoàng điểm tổ cũng quá phi phạm Trước lúc vạn sanh sáng tháng Mỗi ngày Đều niệm 14 vạn tiếng Phật hiệu Đây đều là niệm cho chúng ta xem Ngài là bậc thông tông thông giáo Hiện bậc viên dung Sau cùng vẫn quy về tịnh độ thứ nhất là chính định, thứ hai là tà định. Loại này thì chẳng định tu pháp môn gì, dù là lý luận, phương pháp hay cảnh giới, bất luận có nỗ lực tính tấn thế nào, đều không thể có được kết quả. Xã hội thời nay có rất nhiều người thuộc vào dạng tà định, rất nhiều người thuộc căng tánh cạn mỏng. Thịt hiếu kỳ Nên bị nó lôi đi mất rồi Đợi 10 năm 20 năm sau Một việc cũng chẳng thành Khối hận đã muộn Loại thứ ba là bất định tụ Loại này thì phải trông vào duyên phận Nếu họ gặp được chân thiện tri thức Họ sẽ là đường ngay nếu chánh Nếu họ gặp phải tạm muốn ngồi đạo Họ sẽ là tà định tụ cho nên thiện tri thức đóng vai trò hết sức quan trọng Nhưng rất khó tìm thấy trong thời buổi này Chẳng bị nổi với trước đây Người thổ trước Tu đạt đến minh tâm kiến tánh Tất cả đều thống đạt Bởi quan trong một tấp liều trên núi Để làm gì vậy? Điều này đồng nghĩa tuyên bố với đại chúng Tôi đã tốt nghiệp rồi Đợi người đến tỉnh giáo họ Xuống núi hoàng pháp Đó là vào thổ trước Người nào bế quan rồi Người nào sống trên núi Ở trên núi sống trong nhà tranh chẳng lộ diện Đó chính là định công Là người có trí huệ chân thật Không tuyên truyền Nếu bạn muốn cầu thiện trí thức Cứ ai đang bế quan Bạn hãy đi tìm người đó Hãy tìm họ Thỉnh giáo với họ Nếu họ không dạy nổi bạn Chỉ nói những lời nhảm nhí bạn có thể bảo họ không cần bế quan rồi Hãy đi ra ngoài Anh vẫn chưa được đâu Hãy cùng tôi đi thăm học đã Nhưng bây giờ thì không phải thế Người hiện nay vừa xuất gia là lập tức bế quan Chẳng biết bế quan có ý nghĩa gì Cứ nhìn người xưa thì biết Hòa thượng Triều Trâu 80 tuổi vẫn còn hạnh cứ Vì sao ngài không bế quan vì vẫn chưa thông triệt hoàn toàn Thời xưa bế quan Chỉ vì một điều kiện Chính là muốn đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh Chưa kiến tánh thì chưa có tư cách bế quan Người chân thật minh tâm kiến tánh Mới đi bế quan Bế quan đồng nghĩa muốn tuyên bố với mọi người Tôi đã minh tâm kiến tánh rồi Anh nói cách khác Mọi thứ đều thống đạt nếu bạn mang bất kỳ kinh điển nào Đến tỉnh giáo với họ Họ đều chẳng chút chứng ngại Đều có thể giảng giải rõ ràng Minh bạch cho bạn Đây gọi là thiện trí thức Chuyện này không còn nữa rồi Chưa chứng đắc thì không đủ tiêu chuẩn Trước mắt có một cách Đó là học theo người xưa làm đệ tử tứ thuộc của cổ đại đức chẳng hạn khổng tử còn có mạnh tử vào thời của mạnh tử khổng tử đã qua đời rồi nhưng do mạnh tử ngưỡng mộ khổng tử các trước tác của khổng tử vẫn còn đó chính là luận ngữ ngoài ra còn có kính dịch khổng tử sáng tác không nhiều những sách ông vẫn còn Mạnh tử chính là học Của khổng tử Đọc sách khổng tử Khi học trò có vấn đề Đều đi thỉnh giáo với khổng tử Đó gọi là Đệ tử Tư thuộc Đệ tử tư thuộc Nên mạnh tử Là đệ tử tư thuộc của khổng tử Nhưng không ở cùng một thời đại mạnh tử dùng sách của khổng tử làm tiêu chuẩn cho việc học của mình cũng lấy đó làm ý cứ ông học thành công rồi thành tích học tập của ông còn tốt hơn cả khổng tử trội hơn rồi vì thế người sao bàn đến khổng mạnh chứ không nói đến khổng tăng tăng tử cũng khá Khổ tử cũng không tệ nhưng đều không nhắc đến Chỉ nói về mạnh tử thôi Không mạnh đại biểu cho nhà nho Mạnh tử thật sự học được đến nơi đến chốn Học được thành công rồi Vì thế Khẩu thế tôn khổng tử là chí thánh Còn tôn mạnh tử là á thánh Á thánh là vị trí đứng kế chí thánh Vì sao? Có rất nhiều trường hợp thế này Như tư mã thiên của đời Hán Soạn ra bộ sử ký Ông là học của tạ không minh Tạ không minh Đã qua đời rồi Tạ không minh cùng thời với khổng tử Tư mã thiên là người đời nhà Hán Vì thế không cùng một thời đại Hôm nay thời gian đến rồi Chúng ta học đến chỗ này Mãi sao dạy học Phải nói theo những tấm gương thế này Chúng ta liền có thể thành tựu Nếu không học theo phương pháp của người xưa Không ai có thể thành tựu cả vì vậy hôm nay chúng ta đọc số sách này ý nghĩa sâu rộng ngày nay chúng ta gặp được ngay trong thời đại này không có người thật sự kháng ngộ chúng ta phải làm sao vì lẽ đó hiện nay chúng tôi cho xây dựng viện hán học không có giáo viên cũng không có học trò khi tôi ở Malaysia có một lần thủ tướng Malaysia hỏi tôi trong viện hán học của thầy có bao nhiêu tiến sĩ có bao nhiêu thạc sĩ tôi nói với ông một người cũng không có vậy thầy làm thế nào tôi nói số tiến sĩ tôi quen biết không ít rất nhiều nhưng họ dạy không nổi cái học viện này của chúng tôi Nền giáo dục của chúng tôi Từ lý niệm Phương pháp hoàn toàn khác nhau Tôi nói chúng tôi dùng cách xưa Được tổ truyền lại Của Trung Quốc để dạy cho họ Đó chính là một môn thâm nhập Trường kỳ huấn tu Đọc sách ngàn lần Nghĩa ký tự hiểu Tự hiểu chính là khái ngộ Không có ai dạy bạn là tự mình khái ngộ lấy Chúng tôi dùng cách làm này Nên chúng tôi tuyển nghiên cứu sinh bồi dưỡng họ năm năm sau năm năm họ sẽ có chỗ ngộ không dám nói là đại triệt đại ngộ nhưng chắc chắn có đại ngộ tiểu ngộ có rất nhiều đó chính là lão sư tốt nhất hiện nay vì sao vì họ thật sự có tâm đất thật sự có thọ dụng chúng ta phải cố gắng bồi dưỡng cho tốt nghĩa là phải dùng tấm chân thành Tâm cung kính Tâm thanh tịnh mà học Bạn mới học được Học trò thời nay là những người trẻ tuổi Tâm tình sốc nổi Không có tâm cung kính Không có lòng chân thành Dẫu Phật Bồ Tát Có đến cũng uổng công vô ích Ngày nay muốn gây dựng lớp học Thành lập trường học Thánh Hiền Khó khăn chính ngay chỗ này Cộng trò bất hiếu cha mẹ Không kính lão sư Vậy thì hết cách Biết đến đâu tìm người biết hiếu thảo Cha mẹ Kính trọng lão sư đây Phải tìm thấy loại người này mới được Phần sau Đến bài sau Tôi sẽ nói tỉ mỉ hơn Với các vị Con đường học tập của chúng ta Phải đi thế nào Ngày mai chúng ta sẽ nói tiếp Phát tâm cúng dường Tịnh thất quan âm Địa chỉ website www.vô lượng thọ.vn